Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn, biết có còn gặp lại nhau không. Miu Đà Lạt xin kính chào quý khán thính giả của VNA TV phát hình trên băng tần 57.3 từ miền Nam California. Nguyệt Hân. Dạ vâng, Nguyệt Hân cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài VNA TV. Kính chào chị Miu Đà Lạt. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Tình ca người lưu xứ được phát hình vào ngày Chủ nhật, mỗi ngày Chủ nhật lúc 6:30 cho đến 7:30. Chương trình này nhằm mục đích phát những bản nhạc, những bài thơ và có những đoạn văn ngắn cũng do các văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác tại hải ngoại, mà chương trình là cũng nhằm với mục đích là làm một nhịp cầu nối giữa các nhạc sĩ, các thi sĩ, các văn sĩ với khán thính giả chưa quen với những sáng tác mới và những cái bài thơ mới. Và cũng nhờ cái chương trình này, cũng cảm ơn quý khán thính giả đã rất là ngưỡng mộ, tức là đã thường theo dõi mình. Nếu hôm nào quý vị cũng thường gửi email vào để hỏi Miu Du về những cái bài thơ, những cái bản nhạc đã phát rồi, thì quý vị vẫn có thể yêu cầu lại, tức là gửi cho Miu Du là miuyumusic@gmail.com, thì Miu Du có thể là phát lại những cái bài thơ và bản nhạc mà quý vị yêu thích. Với lại quý khán thính giả mà có những người thân ở xa cần thích giới thiệu cho chương trình này, thì quý vị có thể là vào website đó là www.vnatv573.com hoặc là vnatv.com để có thể xem được trực tiếp chương trình Tình ca người lưu xứ trên online. Nguyệt Hân, nhưng mà tuần vừa rồi đó thì Nguyệt Hân có cái gì vui không để mình có thể kể trước khi vào mà thơ nhạc đó mình kể cho quý khán thính giả. Dạ vâng. Tuần rồi đó thì em làm việc hơi nhiều cho nên cũng không có thời gian đi đâu chơi hết. Nhưng mà không biết là chị có những cái tiết mục gì vui không để kể cho tất cả mọi người nghe. Làm việc hơi nhiều là nghe cũng buồn. Dạ vâng, tuần này thì làm việc rất là nhiều. Công việc rất là nhiều tuần này là. Chị thì nhà cửa cũng bê bối lắm. Nhưng mà vì cái tuần rồi đó là mình có chị, có mẹ chị đó, thì với lại có con gái chị để về, cái xong mẹ chị nói là tự nhiên thích đi xem phim. À, cái chị cũng nói ô chị đi coi được. Phim gì? À, thì đó chị mới đi coi cái phim gọi là Snow White and Huntsman. Ờ, chứ không phải là Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn giống như là thì hồi xưa. Trong khi đó thì trong đầu óc chị tưởng tượng là Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn. Ờ, đúng thì rồi. Khi họ chuyển qua là coi như cô nàng Bạch Tuyết với lại một cái anh chàng thợ săn. Thì mình nghĩ cái chuyện nó lãng mạn lắm. Thì khi mà đi vô coi đó thì thật sự vô xem á thì cũng hay, cũng được, nếu mà so với những cái lớp trẻ bây giờ mà thích những là violence đó. Ồ, thì đi thì xem phim, đó thì hay. Phim này action với violence hả chị? Đúng rồi, tại vì bây giờ giống như họ dừng lại. Họ dừng lại cái cuốn phim này mà họ cho cái action nhiều hơn, violence nhiều hơn. Mà bây giờ không phải là chàng hoàng tử nghĩa là hôn nàng công chúa Bạch Tuyết, mà anh chàng thợ săn hôn công chúa Bạch Tuyết. Không thích. Có phải là cái phim này là cái cô mà Julia Roberts là cái cô mà đóng vai chính của phim này không? Hình như vậy đó, tại vì chị coi chị cũng không để ý, tài tử tại vì khi vô á, tại vì cô nếu mà là cô thì cô đóng cái vai bà ồ đúng là cô đóng phù thủy đó. Dạ, cô vâng, rất đẹp bà phù thủy, rất cái là cô đẹp. Đó là một trong những cái người mà actress mà em thích nhất. Đúng rồi đó, đúng rồi, bây giờ em nói chị mới nhớ. Đúng rồi, cô đó là đóng vai phù thủy thì dạ, cô đó rất đẹp. Phù thủy đó. Nhưng điều có một cái là cái hình tượng của Bạch Tuyết với Bảy Chú Lùn á, là chị tuy lớn vậy chứ lớn tuổi nhưng mà vẫn thích xem phim hoạt hình. Vâng, thật ra những cái nó phim hoạt hình của Walt Disney, dạ, đó chị, nó làm rất là hay. Rất là hay. Và mà nhạc nó cũng hay, nhạc cũng hay, nhạc nữa. Rất là thành hay. Khi mình em coi mà cái phim mà Công chúa Bạch Tuyết ngày xưa mà lúc mà phim hoạt hình á, thích lắm. Thấy thương lắm. Tại vì mình thấy rõ ràng là tự nhiên mình cũng thích ước mơ những cái mối tình đó như vậy lắm. Tại vì sao? Đúng ước là nó true love quá, ước ác quá. Không, đúng là true love. Tại vì anh chàng hoàng tử đó là vượt qua bao nhiêu gian nan, chịu chết để mà đi tới, để mà cứu cho được cái cô nàng Bạch Tuyết, để tới mà đặt cái nụ hôn lên môi của cô Bạch Tuyết để mà cứu cô sống lại. Còn đây đó, cái phim này á, thì như thế nào? Cái phim này thì là toàn là coi như cô ở trong cái phim mà hoạt hình mình xem là cô Bạch Tuyết là dịu dàng, dễ thương, romantic đúng lắm. Cái hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh rất đẹp, đi hái hoa ca hát. Còn trong này là cô Bạch Tuyết quấn nhau
cầm cơm. Wow, coi như là Bạch Tuyết của 2012. 2012 rất là thủ động, rất là dữ tợn, nghĩa là đánh đấm tưng bừng khói lửa. Wow. Đó, thành ra là bây giờ không thích. Nhưng mà cuối em cùng coi, khi mà cô chết đó, thì khi cô nằm đó thì chính anh chàng thợ săn á mới hôn cô, thì là cô mới tỉnh dậy. Nhưng mà thôi không thích. Không thích cái phim đó. Tự nhiên coi mình thấy violent quá. À đúng. Mà rồi. Thật sự đến từ hồi xưa đến giờ đó, Miên Du xem chỉ thích những cái phim mà tình cảm, nó romantic một chút, rồi nhẹ nhàng chút, chứ còn mà violent là không thích xem. À. Thành ra nhiều khi hồi đó cuối tuần á, chị nhớ là mỗi cuối tuần thích là cả gia đình hay đi xem phim lắm. Mà các con sau này nó lớn đó thì nó thích xem những phim violence, thí dụ thích xem phim ma cà rồng cái này kia, mình lại không thích. Thành ra mấy đứa mình coi là mình sợ, mình đâu có dám coi. Bởi vậy sau này cứ bỏ mẹ ở nhà, cứ là tụi nó lén lên đi coi, tại vì nó nói mẹ không có thích phim đó, đúng rồi, không đúng có cho rồi, mẹ đúng đi rồi. Coi. Với lại bây giờ đây thí dụ đi xem phim á, chị vẫn thích là xem những phim mà nó vui, xong về nhà nó thanh thản. Đúng không rồi. Có phải tại vì mà. Em nghĩ là mình đi coi phim là một cái cách để mà mình thư giãn. Thư giãn. Mà bây giờ mình vô những cái phim mà nó quá nó hoặc là nó nặng nề quá nặng đó. Thì khi mình ra ngoài đó, mình đi về cái đầu óc về mình nó đau, nó đau chứ không có thích. Bỏ tiền ra mà bị về nhức đầu thì không thích, phòng hơn là nghe nhạc và kích động nhạc. Không, em là thích động nhạc. Không, kích động nhạc không thích, tại kích động nhạc là mình đau đầu quá, mình không thích. Còn chị thích cái gì cũng romantic lắm, thích là ví dụ piano, violin, kéo, thôi. Chắc là vậy, con nó nói là thôi, old fashioned rồi. Không, thật ra em thấy là trong cuộc đời mình thì em thích nhiều thứ nhạc, nhiều loại nhạc lắm. Thì cũng có những cái lúc mà mình thích cái nhà êm dịu, nhưng mà cũng có lúc thì mình hơi phải điên chút xíu. Nhưng mà trong cái phim này nó nói lên một cái tình yêu mà chị vừa mới nhắc là sorry, chị vừa mới nhắc cái về cái True Love. Thì chị hỏi Nguyệt Hân là em nghĩ gì cái True Love, về cái tình yêu gọi là True Love thì là cái tình yêu nó như thế nào? Chừng nào mà em gặp được thì em nói cho chị biết. Kính thưa quý vị, để mà tiếp nối về cái một cái phần mà chúng tôi cũng là vừa rồi định nói là về Đà Lạt, tức là tuần rồi là chị cũng có đi họp mặt gọi là tạm biệt của cái ngày Đà Lạt, cái hội đó, hội Đà Lạt. Thì để nhắc một chút về Đà Lạt thì kính mời quý khán thính giả hãy thưởng thức nhạc phẩm Đà Lạt Chờ Nhau Trong Mơ, sau đó chúng tôi sẽ nói về chủ đề lớp. Trong nỗi nhớ bóng hình anh sâu mãi trong giấc mơ, bao lần mơ khi đêm về buốt giá, bao lần tim khi đời bỗng quạnh hiu. Này anh tình thơ buồn ngày cũ, em ước vọng mong manh. Nếu có anh đời không còn sỏi đá, nếu có anh hoa sẽ ngát thêm hương, nếu có anh đời hết nghĩa vô thường. Người tình ơi em nhớ rơi lại, nụ môi hôn hạnh phúc ấy đã chia xa rồi. Đà Lạt ơi, ta chờ hoài trong mơ, ánh đèn kia vắng bóng ai qua rèm, đêm lạnh giá cô đơn niềm nhung nhớ. Sầu chút tình thơ chiều nay lễ ước nhạt nhòa cay, mưa đi về ướt đẫm vai em gầy, nghe vẫn vương theo lá rụng bay bay.
anh, tình không còn chắp cánh. Vắng bóng anh, đời bỗng thấy bơ vơ. Đà Lạt ơi, chờ nhau mãi trong mơ. Minh anh ở hiện đang ở Na Uy phổ thành ca khúc và qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Dung. Và hôm nay cũng mới sáng, từ 10 giờ sáng đến 2-3 giờ trưa của ngày Chủ nhật hôm nay thì Hội đồng Hương Đà Lạt cũng đã có họp mặt ở ngoài picnic ở ngoài Park Garden Road Park. Thì bài hát này cũng xin gửi tặng cho quý đồng hương Đà Lạt và gửi tặng cho tất cả những người tình, người yêu ở Đà Lạt, không biết bao nhiêu người. Về trở lại nói về cái True Love đó đó Nguyệt Hân, thì không phải là chờ khi nào em yêu, không lẽ bây giờ em chưa có True Love à? Đắt. Đến bây giờ mình có gia đình mấy đứa con mà chưa có True Love thì sao? Thì em nghĩ là cái định nghĩa của True Love với mỗi một người có một cái định nghĩa khác nhau. Nhưng mà em thì em thấy là đa số những cái người mà nhất là những người mà lập gia đình sớm đó, thì nhiều khi mình cũng không có biết, chị biết không, tại vì khi mà mình lớn lên mình lấy chồng lấy vợ rồi mình có gia đình này cái nọ. Nhưng mà thật ra nếu mà nói thật ra nếu mà True Love theo cái định nghĩa của True Love thì em chưa hiểu nó là như thế nào hết. Với chị đó, nếu mà mình nói về cái ý nghĩa này với Miên Du đó thì cũng xin chia sẻ. Nhưng mà trước khi chia sẻ về những cái định nghĩa về tình yêu thì xin quý vị, chúng ta sẽ trở lại. Chúng tôi sẽ trở lại vài phút sau phần quảng cáo. Dạ vâng. Trăm năm trước ta chưa gặp nhau, trăm năm sau biết có còn gặp lại nhau không? Tại sao